nối hành trình khám phá, hành trình trải nghiệm tại trại hè trường trung học VinSchool, đề cao phương pháp tích hợp liên môn, thực hiện dự án nhằm phát huy tối đa sức sáng tạo của học sinh. Thông qua các dự án cá nhân, dự án nhóm, các em học sinh đều có cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, phát huy tính trách nhiệm cũng như đóng góp công sức vì mục tiêu chung. Hướng tới hoàn thiện các kỹ năng sống, tiếng Anh, tư duy phản biện, các kiến thức thực tế đã được lồng ghép trong toàn bộ các môn học tại trại hè VinSchool với nhiều hình thức thể hiện phong phú, đa dạng. Đề cao tính ứng dụng, thực hành nhiều, hướng tới rèn luyện tư duy sâu sắc, các môn tự nhiên, toán, lý, hóa, sinh đã dẫn dắt các bạn học sinh khám phá các kiến thức thực tế áp dụng vào cuộc sống hàng ngày và rèn luyện các nhóm kỹ năng cần thiết như làm việc nhóm, khả năng thuyết trình, nghiên cứu. Ở môn toán học, các bạn sẽ tự tay thực hiện các mô hình máy, nhà mái vòm, các kiến trúc gần gũi với các kiến thức về hình học hay ứng dụng tỷ lệ vàng trong nhiếp ảnh, mỹ thuật. Hai bức ảnh này đều rất là đẹp vì chúng tuân theo một tỷ lệ, đó chính là tỷ lệ vàng. Đây chính là vòng xoắn ốc thể hiện nhau tỷ lệ vàng. Khi mà tôi ôm vào đây thì có thể thấy là cái đường trung tâm của cái đường xoắn ốc tỷ lệ vàng này nó trùng ngay ở cái bông hoa này. Các bạn còn được thực hành để chế tạo lực kế, đồng hồ cát, đồng hồ mặt trời hay tạo nguồn điện sạch từ rau củ quả trong các bộ môn vật lý. Tại chương trình trải nghiệm hè này tôi thấy rất vui vì được làm rất nhiều thứ trong các tiết học, thích nhất là tiết lý. Chúng tôi đã làm handmade và làm ra một sản phẩm, đó là chính là chiếc lực kế như thế này. Hãy cùng những VinSchool của chúng tôi trải nghiệm làm một chiếc đèn lava này nhé. Các bạn có thể thấy những quả bóng to, quả bóng nhỏ nhịp nhàng bay lên bay xuống ở trong một không gian màu vàng huyền ảo này, rất là đẹp phải không nào? Xin chúc tất cả các bạn VinSchool sẽ càng ngày càng làm ra nhiều sản phẩm đẹp hơn như thế này nữa. Các tiết học này còn lồng ghép giáo dục học sinh về ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng như chương trình bảo vệ môi trường của môn sinh học, ý thức tái chế, tiết kiệm năng lượng trong các bộ môn tự nhiên nói chung. Trại hè VinSchool còn dẫn dắt các em khám phá các vùng đất mới trong liên môn văn sử địa với hành trình Bạn ơi mình đi đâu thế dành cho khối 6, 7, 8 và con đường tơ lụa thuộc khối 9, 10, 11. Thông qua trải nghiệm ẩm thực, sáng tạo mô hình, chế tác trên tơ lụa, dựng tiểu phẩm, các nền văn hóa thế giới và Việt Nam đã lần lượt được tái hiện sinh động và mang tới một hành trình kỳ thú. Hướng tới hành trình chinh phục, các bộ môn tiếng Anh, thể chất, mỹ thuật, âm nhạc tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao dần các kỹ năng cũng như tạo bức đẹp, chuẩn bị cho việc hoàn thành các dự án nghề nghiệp tại thành phố VinCity. Tại trại hè VinSchool, các em được trải nghiệm tiếng Anh thông qua cuộc sống với việc gặp gỡ các gương mặt nhà thiết kế. Phần môn kỹ năng sống được tổ chức như một cuộc đua với các màn đấu trí giải mật thư, truy tìm kho báu, vượt qua thử thách bằng các kỹ năng sinh tồn, khả năng làm việc nhóm, tư duy tích cực. Các môn học nghệ thuật và thể chất hướng tới bổ trợ các hoạt động sáng tạo và rèn luyện vui khỏe, bổ ích. Hành trình này thì tôi lại thích nhất là môn toán, vì môn toán thì giúp ta hiểu hơn về các hình học và cô giáo thì đã cho chúng tôi làm những sản phẩm, làm những ngôi nhà và làm những bức tranh bằng khuy. Tôi cảm thấy rất thích hành trình trải nghiệm tại trại hè VinSchool. Trong hành trình này thì tôi rất ấn tượng với liên môn văn sử địa và tôi đã được học về con đường tơ lụa. Tôi thích bộ môn này bởi vì trong bộ môn này tôi đã được thực hiện những hoạt động hết sức thú vị như là vẽ tranh, đóng kịch, làm quần áo. Tôi chắc chắn sẽ tham gia hành trình tiếp theo tại trại hè VinSchool. Với nhiều hoạt động dự án đa dạng, hướng tới cộng đồng, mang ý nghĩa thực tế, hành trình trải nghiệm là chặng đường để các bạn học sinh hiểu được thế nào là tôi trong chúng ta. Đây là hành trình quan trọng giúp các em tăng khả năng kết nối bạn bè, hòa nhập thế giới và nhận thức một cách sâu sắc về ý nghĩa của tinh thần sẻ chia, đoàn kết, cùng hợp lực để tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn.